trọng của người lớn. Wow! Wow! Mình sẽ đến bữa tiệc hóa trang. Trang điểm đường này. Sao mà mình ngứa thế không biết? Lại còn đau nữa. La 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 la. Tê giác nhỏ ơi. La la. Môi đỏ, cây son và bảng trang điểm. Tôi hiểu rồi. Đó là thỏ con. Cô bé chắc bị dị ứng với đồ trang điểm. Thỏ con, Dobby nhảy vào đây. Thỏ con. Thỏ con. Đến bệnh viện ngay. Ừ.
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đồ trang điểm dành cho người lớn có nhiều thành phần không phù hợp với làn da của trẻ nhỏ đâu. Nếu bạn sử dụng nó, da của bạn sẽ bị đỏ, sưng húp hoặc ngứa. Và nếu ăn nhầm, bạn có thể bị đau bụng hoặc ngộ độc. Vì vậy, bạn không bao giờ được sử dụng đồ trang điểm dành cho người lớn. Và nếu muốn trang điểm, hãy sử dụng sản phẩm dành cho trẻ em. Hãy ghi nhớ điều đó. Không giữ bí mật cho người xấu. Vào trận đấu bắt đầu. Xếp cú đá sâu xét đây. À, bóng của mình. Đây là ngày may mắn của mình. Bóng của mình. Chú là ai đấy? Nhà của tôi. Những gì cháu thấy lúc nãy là bí mật giữa chú và cháu nha. Thật là bừa bộn. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả đồ đạc có giá trị của tôi đều biến mất cả rồi. Xin hãy mau chóng tìm ra thủ phạm đi. Đừng lo, không có vụ án nào là tôi không phá được. Mọi người, ai thấy có kẻ khả nghi nào gần đây không? Chậm thôi, từng người một ạ. Tôi... Anh có thấy kẻ tình nghi nào sao? Không thấy gì. Nếu tôi mà thấy tên trộm đó, tôi không để cho anh thoát đâu. Còn hai người thì sao? Thì đúng là có một tên trộm xấu xa đã đến đây. Chúng tôi không thấy gì cả. Tôi không thấy gì cả. Mèo con, cháu có gì muốn nói với chú sao? Hẹn gặp lại sếp sau. Cháu không thấy gì hết ạ. Có vẻ như không có manh mối nào cả. Không, tôi nghĩ mèo con đang giấu điều gì đó. Chúng ta phải đi tìm cháu ấy nào. Cháu không nói với ai cả. Chú cũng nghĩ là cháu không dám đâu. Được rồi, chúng ta cùng về nhà nhé. Xin chào mèo con. Bà ơi. Xin chào bà chuột chuối. Mèo con và tôi đang chơi thôi à? Cháu nói gì cơ? Này. Nhà cháu có nhiều đồ chơi quá nhỉ? Mèo con, cháu có nhà không? Chắc là cậu bé vẫn đang trên đường về. Cảnh sát trưởng Labrador là anh đấy hả? Bà chuột chuối, bà có thấy mèo con không? Cái gì cơ? Bà ấy nghe không rõ chúng ta nói gì. Mèo con có nhà không ạ? Bà thấy mèo con vừa vào nhà với anh trộm xong. Nhưng trông anh ta có vẻ là người tốt. Ôi không, Dobby, mèo con gặp nguy hiểm. Hả? Gì cơ? Bà ơi, bà hãy vào nhà đóng cửa lại. Hãy xem tới đây. Mèo con, cháu có sao không? Hả? Mèo con, có ai ở trong nhà với cháu không? Nhưng bà chuột chuối vừa nói cháu vào nhà với ai đó mà. Cháu đừng sợ mèo con. Nếu cháu bị đe dọa, hãy cứ nói cho chú biết nhé. Sao cháu lại dám nữa? Bắt được ngươi rồi.
đừng hòng bắt được tôi nha. Hôi quá. Đứng lại. Tạm biệt. Này chi. Đứng lại đó. Hãy thưởng thức quả giấm bốc mùi của tôi đi. Dobby đứng sang một bên. Tôi cứu tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn phát hiện ra những bí mật xấu, hãy nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Nếu họ đe dọa bắt các bạn phải giữ bí mật, đừng sợ hãi và đừng nghe theo chúng. Hãy tìm sự trợ giúp của cha mẹ hoặc cảnh sát gần đó ngay. Hãy giữ an toàn cho bản thân và ghi nhớ điều này nhé. Không được chơi với dụng cụ chữa cháy. Hãy mau tới đó nào. Thơm quá đi mất. Khoai tây lốc xoáy ngon tuyệt đây. Mọi người đây. Ôi, mùi gì vậy? Cái đuôi của tôi. Cẩn thận đấy. Cứu tôi với. Mau lấy bình cứu hỏa. Nó đâu rồi? Cứu tôi với. Tôi tới đây. Thật may quá. Mong tôi suýt nữa bị đốt cháy rồi. Thật là nguy hiểm khi anh không có bình cứu hỏa. Ai đó đã lấy nó đi mất rồi. Cảnh sát trưởng Labrador xin hãy giúp tôi tìm ra nó. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không phá được. Dấu tay trẻ con. Ở đây có một dấu tay nhỏ hơn nữa. Trên tường có gì kia? Vết sử dụng bình cứu hỏa. Nó có cả trên quả bóng bay kia nữa kìa. Bình cứu hỏa tự bay mất à? Không, tôi nghĩ là có đứa bé nào đấy đã lấy chúng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn trẻ. Để tôi đi kiểm tra. Bọn trẻ đi hướng kia. Gió ở đây to quá. Có chuyện gì vậy? Dobby! Cứu tôi với! Cho qua, xin cho tôi qua. Dobby, bấm chặt vào. Tôi tìm thấy bọn trẻ rồi. Dobby, tôi thấy mấy đứa trẻ nhà khỉ nghịch bình cứu hỏa đằng kia kìa. Chúng đi hướng đó. Thật nguy hiểm quá, chúng ta phải ngăn bọn trẻ lại ngay. Wow, thật là tuyệt vời. Em biết như thế nào mới là tuyệt không? Xem chị đây này. Dừng lại, nó nguy hiểm lắm.
Ôi không, Dobby, mau chóng lấy bích cứu hỏa đó. Hãy để tôi. Cứu tôi với. Cẩn thận. Bấm chặt vào. Bắt được rồi. Không gì có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Chúng ta phải mau chóng mang cậu bé đến bệnh viện ngay. Bọn cháu sẽ không bao giờ chơi với bình cứu hỏa nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, di chuyển hoặc gây hại đến các thiết bị chữa cháy là vi phạm pháp luật. Vì vậy, chúng ta không được chơi với bình cứu hỏa. Nếu gần khu vực xảy ra hỏa hoạn không có bình cứu hỏa, chúng ta không thể kiểm soát được lửa và gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu chúng ta sử dụng bình cứu hỏa không đúng cách, các bạn có thể gây tổn hại đến bản thân và những người xung quanh. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không được chơi với kiến. Máy xúc làm việc đây. Cái xôi bị di chuyển à? Cái bánh mì cũng di chuyển rồi kìa. Sao mọi thứ đang bị di chuyển đi vậy? Bánh mì của em. Đau quá. Em bị làm sao vậy? Tay em đau quá. Xin chào, là cảnh sát trưởng Labrador đây. Cảnh sát trưởng Labrador, ngài đến giúp chúng cháu. Em cháu bị bánh mì cắn mất tay à? Cái gì? Bị bánh mì cắn ư? Bọn chú sẽ tới đó ngay. Đồ chơi và đồ ăn xung quanh tự dưng bị di chuyển. Sau đó em trai cháu bị cái bánh mì cắn vào tay ạ. Gà em, cháu bị đau ở đâu? Ở đây, đợt đau lắm ạ. Vậy là thật sao? Bánh mì có thể chạy, rồi cắn người nữa. Dừng lại. Là bánh mì bình thường mà. Hả? Cẩn thận có kiến đấy. Hình như gà em bị kiến cắn giống như vậy. Có vẻ như nó có độc. Chúng ta cần phải đưa gà em đến bệnh viện ngay. Đừng cắn mình mà kiến. Gà anh. Nó đi mất rồi. Sao ở đây có nhiều tổ kiến thế? Ở đây cũng có. Có nhiều kiến quá. Ôi không, chạy đi. Chúng đang đến đây. Đừng đuổi theo bọn tôi nữa. Đi lên cao. Không bắt được bọn ta đâu. Chúng vẫn đuổi theo chúng ta. Nhanh lên. Cố lên nào. Giờ thì các ngươi không đuổi theo ta được nữa đúng không? Thật sao? Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chạy đi. Chúng đến đây. Chạy nhanh.
Cảnh sát trẻ Labrador, chúng ta phải làm gì đây? Tôi sẽ gọi Babylon trợ giúp. Hả? Cái gì đây? Hôi quá! Babylon, chúng tôi đang bị kiến đuổi theo. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Kiến à? Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ đến ngay. Lối này. Giờ thì các ngươi không bắt được ta nữa nha. Chúng ta đang thấp dần xuống. Ôi không, chúng ta bị bao vây rồi. Nó muốn cắn mất cháu. Babylon luôn có cách. Bom thối. Đấy chẳng phải là tất của tôi à? Nó hôi quá. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Babylon, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Gái em cần phải chữa trị gấp. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không nên chạm vào kiến hoặc đến gần tổ của chúng. Có một số loài kiến có độc, và nếu như các bạn bị chúng cắn, nó có thể gây ra vết sưng hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Thang máy nguy hiểm. Đứng lại. Đứng lại. Đi nào. Thang máy. À, mình có ý này. Khoan đã. Tránh ra. Đứng sang một bên đi. Ta cần lên sân thượng. Đứng lại đó. Đóng lại nhanh. Đi thang bộ nào. Lên tiếp nào. Sao cửa lại mở ra thế này? Sói, hắn ta kìa. Mình phải hủy hết gọi tầng mới được. Nhóc, đang định làm gì thế hả? Chú không thấy rất vui à? Ngươi làm gì đấy? Chú còn người ta mong. Dừng lại. Ôi không. Đóng cửa lại đi bà. Trời ơi. Này, đóng cửa nhanh. Ngươi đừng có bấm nữa. Này, đừng có hòng nhá. Đóng lại đây. Lại đó. Đóng lại đây. Này, ta đã nói dừng lại cơ mà. Đến nơi rồi. Đúng thật là mong đừng bao giờ gặp lại ngươi nữa. Bye bye. Mình phải chạy thôi. Đúng rồi. Cao quá.
Chúng ta phải nhanh lên. Sói! Họ đến rồi. Nhận lấy này. Nhận lấy đi. Đi nào. Mày ghê. Lại là cháu à? Để dạy cho cháu một bài học mới được. Ở đây không an toàn, mình phải ra khỏi đây ngay. Mở cửa ngay. Mở ra được rồi. Cái gì vậy? Hắn ở đằng kia, nhanh lên. Khỏi bóng của tôi, khỏi bóng của tôi. Khỏi bóng của tôi. Khỏi bóng của tôi. Này sói, đứng lại đó. Chạy thôi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Ôi không, có người ở trong thang máy. Đi nào. Đừng lo, cháu an toàn rồi. Cháu sẽ không bao giờ nghịch thang máy nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, luôn phải thực hiện đúng nội quy an toàn thang máy. Luôn đi thang máy với người lớn. Và không bao giờ được nghịch bấm các nút của thang. Chạy nhảy hoặc chơi đùa trong thang máy cũng rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn nữa đấy. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Đừng ăn thực phẩm bẩn. Bác Cáo ơi, cháu một phần nữa. Cháu cũng muốn. Được rồi, chỉ một lúc thôi. Đây, đây nữa. Của cháu đây. Cái gì đấy nhở? Bác Cáo ơi, cái đen đen này là gì đấy hả? Chỉ là sô-cô-la đen thôi mà. Cháu có vẻ rất thích salad của bác nhỉ. Bác sẽ tặng cháu thêm một phần nữa nhá. Cảm ơn bác ạ. Sao bụng mình đau đấy nhở? Nhà vệ sinh ạ. Nhà vệ sinh ở đâu nhở? Sao ở đây nhiều người thế nhỏ? Trông họ không đỡ ổn lắm. Cái bụng của tôi.
cảnh sát trưởng Labrador, tất cả mọi người đều bị ngộ độc thực phẩm. Có điều gì đó không đúng ở đây. Ngộ độc thực phẩm? Dobby, chúng ta phải kiểm tra xem hôm nay mọi người đã ăn gì. Cháu bé, cháu cảm thấy thế nào rồi? Cháu phải chạy đi nhà vệ sinh 3 lần rồi ạ. Cháu có nhớ hôm nay cháu đã ăn những gì không? Cháu đã ăn kem, salad hoa quả, cả bánh ngọt nữa. Cháu phải chạy đi lần nữa đây chú ơi. Sếp, đây là báo cáo. Tất cả mọi người đều đã ăn kem, bánh ngọt và salad hoa quả. Chúng ta phải điều tra những cửa hàng này nào. Không phải do tôi, cửa hàng của tôi đã mở được hơn 100 năm nay rồi. Chưa bao giờ chúng tôi gặp một phản nạn nào kể từ khi cụ kỵ của chúng tôi mở cửa hàng luôn. Không phải tại tôi. Tôi chắc chắn không thể nào là do những cây kem ngon lành của tôi gây ra được. Thấy chưa, chúng hoàn toàn ổn mà. Cái gì? Các anh nghi ngờ tôi sao? Cửa hàng của tôi cực kỳ sạch sẽ nhá. Tôi tự tay tỉ mỉ lựa chọn và chế biến luôn. Đây, lựa chọn đúng đắn. Tôi rất thích salad hoa quả. Tôi lấy một phần nhá. Tôi không nghĩ bất kỳ hàng nào có vấn đề đâu sếp. Đừng ăn. Tôi ngửi thấy mùi hoa quả thối từ cửa hàng salad của anh Cáo. Chắc chắn anh ấy đang che giấu điều gì đó. Gì cơ? Kia chẳng phải là anh Cáo sao? Anh ta đang định làm gì vậy? Mau theo dõi anh ấy. Hoa quả thối ở khắp mọi nơi. Mấy tên cảnh sát đó mà cũng tin lời mình nói. Mình chẳng quan tâm chuyện hoa quả có thối hay không. Đằng nào mình có ăn đâu mà phải sợ. Anh Cáo, hóa ra là do anh mà mọi người bị ngộ độc. Cảnh sát! Hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Tôi phải đi ngay đây. Ngươi cầm lại nó đi này. Ôi, kinh khủng quá đi mất ơi. Anh cũng đâu thích ăn hoa quả thối nhỉ. Anh thật là xấu xa. Hãy theo tôi về đồn cảnh sát ngay. Bụng của tôi. Chưa hết, hãy cho tôi đến bệnh viện trước được không? Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn kiểm tra đồ ăn của mình trước khi ăn. Nếu chúng trông bị bẩn hoặc hỏng, hoặc có thể đã hết hạn sử dụng, các bạn không được ăn nó nhé. Thức ăn hỏng có thể gây ra đau bụng, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Các bạn hãy nhớ điều này nhé. Không vào xe người lạ. Bánh to thật đấy. Này cháu, chú còn nhiều bánh nữa ở trong xe. Cháu có muốn vào xe ăn thử không? Vâng ạ, cháu cảm ơn. La 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 la. Ê, này cháu, cháu chỉ giúp chú đường đến công viên được không? Được ạ. Này cháu, mẹ cháu nhờ chú đón cháu về nhà đấy.
nhưng mà cháu không quen chú ạ. Theo thông tin mới ghi nhận, có ai đó đã liên tục bắt cóc trẻ con và bỏ trốn. À, ôi không, chúng ta phải nhanh chóng tìm xem là ai gây ra chuyện này. Tôi sẽ thử tuần tra bằng trực thăng xem sao. Đợi đã. Tôi có ý này. Thỏ bông của cháu. Một chiếc xe đáng ngờ. Mọi người vào vị trí. Này cháu ơi, đừng khóc nữa. Để chú mua cho cháu con gấu bông mới nhá. Wow. Đây, cháu có thích không? Vâng, có ạ. Liệu đây có phải là tên bắt cóc không? Hắn ta bị lừa rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Babylon, Babylon. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi đang ở cùng với lũ trẻ. Tuyệt, hãy ở bên cạnh chúng cho đến khi chúng tôi tới đó nhé. Đã rõ. Các cháu đừng sợ, cô sẽ đưa các cháu ra khỏi đây. Hôm nay thật là bội thu. Cảnh sát được. Dừng xe lại. Dừng xe lại đây. Ngươi không bắt được ta đâu. Chú. Hắn ta thoát rồi. Đừng lo, tôi đã có định vị của Papillon đây rồi. Ha, tìm thấy hắn rồi, ở đây này. Ngay trước mắt chúng ta luôn. Ô không, chuyện gì vậy nhỉ? Dừng xe lại đây. Đừng để ta bắt được ngươi. Xuống xe ngay. Ha, không còn nơi nào để chạy nữa đâu. Các người nghĩ là các người bắt được ta sao? À, cẩn thận đấy. Chào nha. Đằng kia có một con thuyền, chúng ta mau đuổi theo. Đúng đâu, lại là người à? Chẳng xa con ta. Dobby, nhanh hơn. Hả? Tôi mệt lắm rồi. Papillon, bắt đầu kế hoạch B. Papillon luôn có cách. Mẹ cô tìm cách khác. Hồi quá. Mình không thể chịu nổi nữa. Đứng lại đó. Ôi không. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Babylon. Cảnh sát trở lại đâu. Đừng sợ, các cháu an toàn rồi. Bọn cháu không dám vào xe người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được vào xe người lạ. Kể cả khi người lạ tặng các bạn đồ chơi hoặc đồ ăn, hoặc họ nói là bạn bè của ba mẹ bạn, các bạn không được đồng ý.
Nếu người lạ ép buộc các bạn vào xe của họ, hãy gọi to tìm sự trợ giúp nhé. Hãy luôn nhớ những điều này. Wow. Cháy lớn ở công viên khủng long. Wow. Đi nào. Cẩn thận đấy. Nhanh lên mọi người, chạy đi. Làm tốt lắm Babylon, hãy mau giúp họ đến nơi an toàn đi. Đã rõ. Dobby, theo tôi. Ở đằng kia, nhanh lên. Cháu không muốn biến thành một nhịp đường đâu. Cẩn thận. Đau quá. Mọi người đừng hoảng sợ, hãy che mũi và miệng của mình lại. Di chuyển dần đến nơi không có khói, cúi thấp người xuống và đi theo lối này. Cảnh sát trưởng Labrador. Con T-Rex phun lửa đã bắt cả con đi rồi. Gì cơ? Con T-Rex phun lửa? Chúng ta đi nào. Gà con. Gà con. Nó thực sự phun lửa được kia. Không, có vấn đề gì đó ở chỗ mồm của nó. Cứu cháu với. Ôi không, gà con đang gặp nguy hiểm. Chúng ta theo nó nào. Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây. Ôi không, nhìn bên kia kìa. Tôi không thể giữ được nữa. Chúng ta phải nghĩ ra cách ngay bây giờ. Đường này, xin đừng xô đẩy nhau. Babylon. Tôi tới đây. Sao vậy? Babylon, hãy vòng sau con T-Rex và tắt nguồn nó đi. Hiểu rồi, để tôi làm cho. Đây rồi. Sao có nhiều nút vậy? Điều này quá đơn giản. Chắc chắn là nút này.
Nó dừng được rồi. Sao lại di chuyển nữa vậy? Nó vẫn di chuyển kìa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn chẳng may bị kẹt trong một đám cháy, hãy cố gắng đừng hoảng loạn, không được cố gắng cứu tài sản, hãy nhanh chóng rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Khi sơ tán, hãy che mũi và miệng của các bạn bằng một miếng vải ẩm và tránh khỏi những nơi có khói dày đặc. Hãy nhớ những điều này nhé. Cá mập lớn đang đến. Của anh đây. Xin chào, tôi là Papillon, là cảnh sát mới ở đây. Chào bạn, cảnh sát Papillon. Tôi sở hữu rất nhiều công cụ hữu ích. Chúng sẽ giúp chúng ta trong quá trình điều tra. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cá mập á? Alo, alo, chúng ta phải tới đó ngay. Được. Gió lớn quá. Lên đây nào. Giữ chắc nhé. Hãy xem tôi đây. Xoay tròn nào. Trời cao. Dobby, đi nào. Cẩn thận đấy. Hãy sang đây. Đi trước đi, tôi sẽ lo con cá mập này. Cảm ơn cậu, Dobby. Mọi người, mau lên bờ ngay. Chờ tới nha. Không cắn được ta đâu. Dobby, mau lên đây. Được rồi. Hết giờ chơi rồi, tạm biệt. Ôi, thật là sợ quá đi. Cảm ơn, các bạn thật là tuyệt vời. Cảnh sát trưởng Labrador, các chú sẽ tìm cậu ấy ngay. Cậu bé ở đằng kia. Đã rõ. Kêu cháu. Nhanh lên, cậu bé gặp nguy hiểm. Đi nào. Em đang có gì này? Cá mập này khỏe quá, bạn cứ mau chạy đi. Papillon, chúng tôi cần trợ giúp. Hả? Đã rõ. Xem tôi có gì đây. Đây là tàu cứu nạn thông minh, hoàn toàn tự động nhé. Wow. Chúng ta lên đó nào. Dobby, nhanh lên.
Ôi không ạ. Nhanh nào. Mọi người giữ chặt vào. Xin lỗi, có vẻ như động cơ vẫn còn có vấn đề. Nhưng đừng lo, luôn có phương án dự phòng mà. Xem này. Bàn đạp á? Dobby, mau đạp đi. Cảm ơn đáng sợ quá. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, cá mập là loài động vật nguy hiểm ở dưới biển. Chúng ta không nên chơi ở dưới nước khi có dấu hiệu cá mập xuất hiện. Nếu các bạn nhìn thấy cá mập, nhanh chóng rời khỏi nước và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Ngoài ra, các bạn không nên xuống nước khi bị thương. Mùi máu có thể thu hút cá mập đến chỗ các bạn. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Lốc xoáy lớn. Bóng bay của cháu đây. Bóng bay của tôi. Ông mùa đông, có một cái lốc xoáy lớn đang đến đây. Xin hãy dừng bắn bóng bay và về nhà ngay. Gì cơ, một cơn lốc ư? Cháu cũng phải về nhà ngay đi cháu nhỏ. Mọi người chú ý, mọi người chú ý, mọi người chú ý, mọi người chú ý, mọi người chú ý. Có một cơn lốc sẽ đi qua đây trong 15 phút nữa. Mọi người chú ý, xin hãy nhanh chóng xuống hầm trú ẩn hoặc hầm để xe để tránh khỏi cơn lốc. Chúng ta phải mau chóng xuống hầm trú ẩn ngay đi. Có một cơn lốc đang đến kìa. Không sao, không sao đâu con yêu. Nhà mình vững chắc lắm. Nhưng mà đừng lo con trai, thư giãn đi nào. Cứu với. Cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Alo, alo. Papillon, hãy tìm ra ai vừa gọi cho chúng ta. Để đây cho tôi. Tìm ra rồi. Cô gọi đến từ nhà chú bố. Đây là địa chỉ. Sao lạ thế nhỉ? Sao địa chỉ nhà lại di chuyển được nhỉ? Nó di chuyển rất nhanh và theo vòng tròn nữa. Không thể nào. Họ bị kẹt trong cơn lốc. Chúng ta phải đi ngay. Nhìn kìa, có một cái kem khổng lồ đang đuổi theo chúng ta kìa. Đây không phải là cây kem khổng lồ, đây là cơn lốc xoáy. Cái gì? Ôi không. Đây là một cơn lốc khổng lồ. Mọi người, mau ra khỏi xe và xuống nơi thấp hơn. Ôi trời ơi, nó đang đến rồi. Anh gấu mèo, cẩn thận. Đừng đứng gần cột điện. Cái gì cơ? Cẩn thận đấy. Nằm xuống.
Cảnh sát trưởng Labrador đâu rồi? Cảnh sát trưởng Labrador! Cảnh sát trưởng Labrador! Anh ấy đâu rồi? Dobby! Dưới chân cậu! Hả? Một cái nắp nồi và bồn vệ sinh ư? Mấy cái này đều là đồ trong nhà hết. Ôi không, gia đình Châu đang bị kẹt trong cơn lốc. Họ có thể bị hất ra bất cứ lúc nào. Dobby, Babylon, chúng ta phải cứu họ ngay. Tắt lại. Ôi, chúng ta không thể dùng được xe, phải làm sao đây? Tôi có ý này. Babylon, hãy dùng cái này làm lốp xe. Dạ. Dobby, hãy giúp tôi mang cái đệm này lên xe. Chúng ta sẽ dùng nó để giải cứu nhà Châu. Xem tôi đây. Đi nào. Ba ơi, nếu mình bị rơi xuống thì sao ạ? Không sao đâu, tay của ba rất khỏe. Họ đang rơi xuống. Bóng chắc vào. Tạ ơn trời, chúng ta an toàn rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn gặp lốc xoáy, các bạn phải cần nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn ngay lập tức. Đó là các nơi như hầm trú ẩn hoặc các căn nhà kiên cố. Nếu các bạn còn ở trong xe, hãy nhanh chóng dừng và ra khỏi xe ngay. Sau đó tìm đến những nơi trũng thấp hơn để ẩn nấp. Ngoài ra, các bạn phải nhớ tránh xa cây cối, cột điện, bảng điện tử, vì chúng có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không được chơi ở công trường. Đứng lại đó. Đừng có mơ chuyện đó. Các người không bắt được ta đâu. Bắt được rồi. Yeah, chúng ta làm được rồi. Tôi sẽ không ăn trộm nữa đâu. Hôm nay ngươi sẽ về đồn với ta. Làm tốt lắm, Babylon. Babylon luôn có cách của mình. Wow, ở đây có thật nhiều các loại xe xây dựng này. Ôi không, các bé ngỗng con lẻn vào công trường xây dựng chơi. Ở đấy rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng đưa chúng ra khỏi đó ngay. Công trường xây dựng rất nguy hiểm. Các cháu không bao giờ được chơi ở trong này, nhớ chưa? Vâng ạ. Các em, mau xếp hàng điểm danh nào. Vâng ạ. 1, 3, 2, 4. Ơ, 6. Số 5 mất tích rồi ạ. Chúng ta phải tìm cháu bé ngay. Ôi, bẩn xe.
Có chuyện gì thế này? Cứu! Ngỗng con! Ngỗng con! Ngỗng con! Cháu ở đâu? Em ở đâu? Hả? Cẩn thận đấy! Ở đây nguy hiểm quá, rất khó tìm được cậu bé nữa. Chúng ta cần phương tiện tìm kiếm. Hiểu rồi. Ta-da! Robot tìm kiếm thông minh Walton bé siêu. Cậu ấy có thể giúp chúng ta tìm kiếm. Walton bé siêu, hãy giúp tìm ngỗng con nhé. Tan tan, tan tan. Ngỗng con, ngỗng con. Tan tan. Tan. Cậu ấy tìm thấy ngỗng con rồi này. Xin lỗi, cậu ấy vẫn chưa được hoàn thiện lắm. Chắc đó là ngỗng con. Tôi đây là một con vịt. Đợi đã. Bỏng ngô, cậu tìm thấy cái này ở đâu? Hả? Vườn chân bé siêu, dẫn đường đi. Tân chồng mạnh quá. Sao cao thế này? Có ai đó đang kêu cứu ở đằng kia. Cậu bé đang gặp nguy hiểm ở đằng kia. Đi thôi. Được rồi. Cảnh sát trưởng Labrador. Chúng tôi không sao. Cảm ơn Walton bé siêu nha. Đáng sợ quá. Cháu không bao giờ dám vào công trường chơi nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Công trường là một nơi rất nguy hiểm. Nơi này có rất nhiều sắt thép và xi măng xây dựng. Ngoài ra còn có các phương tiện xây dựng di chuyển. Các bạn có thể bị va chúng hoặc thậm chí bị thương. Cần cầu có thể nâng các vật nặng lên cao. Và có thể vô tình rơi xuống làm bị thương các bạn. Ngoài ra còn có rất nhiều hố sâu. Nếu các bạn đến quá gần, các bạn cũng có thể ngã xuống dưới nữa. Các bạn hãy nhớ, không bao giờ được chơi đùa ở công trường nhé.